Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tư vấn tình yêu hôn nhân của Thảo. Chủ đề hôm nay Thảo sẽ chia sẻ với tất cả các bạn một cái chủ đề, đó là tại sao phụ nữ càng yêu nhiều thì lại càng trở nên thất vọng. Đôi khi có những người phụ nữ đến với tình yêu rất là thật lòng, nhưng mà càng yêu nhiều thì lại càng trở nên thất vọng. Ở nguyên nhân vì sao? Cũng có thể là bạn yêu sai người, cũng có thể tình yêu của các bạn không đúng cách, cũng có thể là có những cái lỗi lầm các bạn không giải quyết được, vân vân. Thì hôm nay chúng ta cùng bàn với nhau về chủ đề đó nha. Lý do đầu tiên mà phụ nữ càng yêu nhiều thì lại càng thấy thất vọng, đó chính là phụ nữ đã yêu không đúng người. Cả đàn ông cũng thế, phụ nữ cũng vậy thôi. Khi mà các bạn yêu không đúng người thì sẽ dẫn đến là các bạn sẽ không được yêu. Các bạn yêu người mà người ta không để ý đến bạn, không quan tâm đến bạn thì tất nhiên bạn không được yêu rồi. Thế nên là cái giải pháp của bạn là gì? Hãy chọn một người người ta cũng yêu mình, người ta cũng có cảm tình với mình, người ta cũng biết trân trọng, cũng biết yêu thương mình như mình yêu thương người ta, để từ đó các bạn có được hạnh phúc. Điều thứ hai là các bạn không biết cách yêu, đó là các bạn không biết kỹ năng rồi những cái kinh nghiệm trong tình yêu. Đôi khi có những người, người ta để người ta tìm ra được cái kinh nghiệm, người ta phải sức đầu mẻ trán, người ta mới tìm ra được những cái kinh nghiệm. Và có những người, người ta đã chia sẻ với tất cả các bạn những cái cách đó, thì các bạn hãy lên tận dụng để mình không bị sức đầu mẻ trán mà mình vẫn biết những cái kinh nghiệm đó. Trước khi yêu, các bạn hãy tìm hiểu những cái kinh nghiệm trong tình yêu, để từ đó cái tình yêu của bạn có thể bền vững theo thời gian, cái cuộc hôn nhân của bạn sẽ tốt đẹp theo thời gian. Đôi khi các bạn cứ nghĩ rằng kết hôn rồi thì cũng không cần phải tìm hiểu, nhưng mà khi các bạn tìm hiểu được ấy, thì các bạn sẽ biết cách làm sao để có thể duy trì được cái cuộc hôn nhân bền vững, và cũng có thể làm cho cuộc sống của mình ngày càng tốt hơn. Và cái điều thứ ba sẽ khiến cho người phụ nữ yêu nhiều mà không được yêu, đó chính là người phụ nữ chưa thấu hiểu được tâm lý của người đàn ông. Đôi khi người phụ nữ chỉ biết nghĩ đến mình thôi, mình muốn người ta quan tâm, chiều chuộng, chăm sóc mình, người ta không làm được thì mình tức giận, mình cáu gắt, đó là những cái bản năng. Và muốn thể hiện được bản lĩnh thì các bạn cần phải tìm hiểu, thấu hiểu tâm lý của người đàn ông. Người đàn ông muốn cái gì? Người đàn ông muốn sự tôn trọng, người đàn ông muốn được coi trọng, người đàn ông muốn là có những cái khoảng không gian riêng. Nhưng đôi khi yêu ấy, các bạn không cho người đàn ông có khoảng không gian riêng, không cho họ có lòng tự trọng, chê bai dè bỉu trước mặt tất cả mọi người, sẽ khiến cho người đàn ông muốn độ thổ xuống đất ấy, thì sẽ khiến cho người đàn ông lấy cái cớ gì để mà yêu bạn. Thế nên là khi yêu, các bạn hãy thấu hiểu người đàn ông, để từ đó các bạn có thể được yêu nha. Điều thứ tư mà người phụ nữ yêu nhiều mà không được yêu ấy, đó chính là người phụ nữ yêu một cách mù quáng. Đó là người ta bước đến tình yêu chỉ cần yêu thôi. Nhưng mà các bạn không biết được là tình yêu chỉ là một phần trong cuộc sống của các bạn thôi. Khi mà các bạn cứ đâm đầu vào yêu, không cần biết ngày mai, không cần biết thế nào, không cần biết người đó thật lòng hay là dối trá, không cần biết là người đó tốt với mình hay không, mình cứ đâm đầu vào yêu, thì khi đó cái kết quả các bạn nhận được ấy không phải là những điều tốt đẹp. Có thể hiện tại thì vẫn tốt, nhưng mà đó không phải là cái con đường lâu dài. Mà cái con đường lâu dài đó là bạn yêu nhưng mà bạn vẫn yêu bằng lý trí. Không phải bạn cứ đâm đầu vào yêu, xong cứ đòi hỏi yêu, chỉ cần người đó nói yêu là được. Người đàn ông nói yêu chưa chắc họ đã yêu bạn đâu. Người đó muốn lợi dụng bạn, người ta cũng nói yêu bạn. Đôi khi người đàn ông lợi dụng rất nhiều, nhưng mà phụ nữ kiểu không để ý, không quan tâm, họ chỉ biết yêu thôi, thì khi đó các bạn không biết những cái kinh nghiệm trong tình yêu, và từ đó các bạn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Và điều cuối cùng, người phụ nữ yêu càng nhiều mà lại không được yêu, đó chính là phụ nữ cứ nghĩ rằng mình cho đi nhiều là mình sẽ được nhận lại cái tình yêu nhiều. Nhưng mà thực sự thì không phải như thế đâu nha. Đôi khi thì các bạn cứ cho rằng, hoặc là có ai đó nói với bạn là cứ cho đi, gieo nhân nào sẽ gặp quả đấy. Cái quy luật đó thì là đúng, khi mà các bạn cho đi và các bạn cũng nhận lại những cái điều tốt đẹp. Nhưng mà đôi khi không phải lúc nào các bạn cho đi các bạn cũng nhận lại được đúng cái mà mình mong muốn đâu. Khi mà các bạn trao đi không đúng người, khi mà các bạn yêu không đúng người, khi mà các bạn
cho đi và người ta không đáp lại cái tình cảm của bạn, hoặc là khi bạn cho đi nhưng mà người ta thấy đó là điều đương nhiên, đó là điều mặc định, người ta sẽ không đáp trả lại tình cảm của bạn. Thế thì cái việc đầu tiên là nếu mà trao đi không đúng người thì bạn hãy biết được là mình cần phải trao đúng người. Nếu mà gặp phải cái trường hợp đó là khi mà bạn trao đi nhưng mà người ta cứ nghĩ đó là mặc định rồi, thì bạn hãy nói cho người ta hiểu. Mình trao những điều tốt đẹp, mình trao tình yêu chân thành, nhưng mình cũng yêu cầu ở người ta cái sự chân thành. Nếu khi bạn không yêu cầu thì người ta cứ nghĩ là đây là điều đương nhiên, đây là tất lẽ nghĩ ngẫu rồi, thì người ta không có lý do để người ta có thể trân trọng cái tình cảm của bạn. Nếu mà người ta thấy là điều đó là điều tất nhiên thì bạn cũng phải chia sẻ với người ta để người ta hiểu rằng bạn cho đi không phải là một cái gì miễn phí. Bạn cho đi và bạn cũng muốn nhận lại cái tình cảm đó. Bạn trao đi một cái tình cảm tốt đẹp, mình cũng vẫn muốn nhận lại một cái tình cảm tốt đẹp, chứ không phải là cái điều mình trao là vô nghĩa. Hãy biết được rằng khi mà mình trao những điều tốt đẹp, phải trao cho một người người ta biết giá trị của nó. Một người không biết giá trị thì người đó sẽ không được cái điều tốt đẹp đó. Chỉ có những người người ta biết được cái giá trị của những điều tốt đẹp mà bạn trao thì người đó mới xứng đáng được bước vào cuộc sống của bạn. Biết được điều đó các bạn sẽ yêu và các bạn vẫn được yêu, được trân trọng, chứ không phải là các bạn yêu nhiều mà không được yêu đâu nha. Các bạn ơi, trên đây là những cái chia sẻ của mình. Một người phụ nữ yêu nhiều tại sao cũng không được yêu, thì các bạn cũng cần phải biết là chúng ta cần phải trao đúng người, trao đúng thời điểm, và các bạn cần phải thấu hiểu những cái tâm lý của người đàn ông. Bước vào tình yêu chúng ta cần phải tìm hiểu để mình có thể biết được là nên yêu như thế nào để cho tình yêu đó có thể kéo lâu dài được, và để cho người ta ngày càng yêu mình hơn. Thì mình cũng có những cái video mình đã chia sẻ với tất cả các bạn, thì các bạn cũng có thể tham khảo những cái video để các bạn có thể nâng cao những cái kỹ năng tình yêu hôn nhân của các bạn, để từ đó các bạn cũng không cần phải sức đầu mẻ chán mà các bạn vẫn có những cái cách để có thể phát triển tình yêu của mình ngày càng tốt đẹp hơn. Các bạn ơi, nếu mà các bạn thấy video có ích, các bạn hãy nhấn like, nhấn đăng ký và nhấn nút chuông bên cạnh để khi mà mình ra những video mới các bạn có thể theo dõi ngay nha. Xin chào tất cả các bạn. Điều gì khiến đàn ông rất là lề trọng ở người phụ nữ, cho dù họ có đang yêu hay là họ kết hôn rồi, thì khi mà phụ nữ từ chối ba cái điều này thì đàn ông rất là coi trọng, đàn ông rất là lẻ trọng các bạn. Đó là ba điều như thế nào. Điều thứ nhất đó chính là người phụ nữ sẽ từ chối ở nhà nội trợ. Nhiều người đàn ông ấy thì người ta cũng muốn là vợ đi làm thì cũng không được nhiều tiền lắm, mà mình có thể trang trải đủ cuộc sống gia đình thoải mái, thì người đàn ông sẽ bảo người phụ nữ là thôi em cứ ở nhà đi để cho con cái nó được chăm lo tốt hơn. Và người phụ nữ thấy nó cũng rất là hợp lý, ở nhà để chăm sóc con rồi chăm lo cho gia đình toàn vẹn hơn, và người phụ nữ sẽ đồng ý ở nhà. Nhưng với một người phụ nữ từ chối làm điều đó thì sẽ được đàn ông lẻ trọng. Bởi vì sao? Khi mà các bạn cứ ở nhà nội trợ ấy, thì trước hết là các bạn sẽ không được ăn mặc đẹp. Tất nhiên là đôi khi các bạn vẫn ăn mặc đẹp, nhưng mà khi mà bạn đi làm ấy thì các bạn thường được ăn mặc đẹp hơn. Ngày nào các bạn cũng phải chăm chút cho ngoại hình để các bạn đi làm. Còn khi ở nhà thì thôi, ăn mặc thì làm được. Ví dụ đi đâu thì mới có thể mặc các cái bộ quần áo này lọ thôi, chứ còn ở nhà thì thôi, mặc luộn thà luộn thuộn cũng được. Và chính cái sự luộn thuộn đấy nó kéo dài thì sẽ làm cho phụ nữ luôn luôn có cái cảm giác là mình nó cứ luộn thà luộn thuộm ấy, và người đàn ông nhìn vào họ cũng thấy phụ nữ luộn thà luộn thuộm. Chưa kể đến là cái vấn đề tài chính. Khi mà người đàn ông luôn luôn là người ta đi làm, người ta đưa tiền cho vợ, thì những cái chi phí của các bạn, có những người đàn ông họ không để ý nhiều đến điều đó, nhưng mà đa phần người đàn ông sẽ có cái biểu hiện mới thì họ sẽ để cho bạn tiêu pha thoải mái, nhưng sau một thời gian ấy thì người phụ nữ sẽ phải tiêu pha nó không được theo ý của mình. Tất nhiên là vì các cái chi phí trong gia đình thì nó vẫn bình thường rồi, nhưng ngoài chi phí trong gia đình, mình muốn chi phí một cái điều gì đó cho mình, nó sẽ không được thoải mái. Một người phụ nữ phụ thuộc vào người đàn ông sẽ không bao giờ được thoải mái, và lâu dần thì người đàn ông sẽ có cảm giác như là người phụ nữ này đang phải phụ thuộc vào mình nhiều quá,
nhất là về kinh tế. Thường thì khi mà kết hôn ấy thì cái kinh tế ấy nó rất rất là quan trọng đối với tất cả mọi người. Nhiều gia đình chỉ vì kinh tế thôi mà họ cũng bỏ nhau. Thế nên là phụ nữ cho dù có gia đình rồi, cho dù điều kiện có tốt đến đâu thì các bạn cũng cần phải có cái kinh tế riêng của mình, có cái công việc riêng, có cái thu nhập riêng để mình có thể thoải mái chi tiêu những cái gì riêng là của mình, chứ không phải hỏi han, phải trình bày là phải mua cái này mua cái kia. Mình có thể tự mua cho riêng mình, không cần phải hỏi ý kiến ai. Phụ nữ tự tin khi làm điều đó sẽ thấy thoải mái vô cùng. Và khi mà các bạn không thoải mái trong điều đó thì tự dưng bạn có một cái áp lực ấy, khó chịu, mệt mỏi. Xong rồi cái áp lực nó đè lên thì bạn cáu gắt với chồng, cáu gắt với con, cáu gắt với tất cả mọi người luôn. Thế nên là một người phụ nữ đừng bao giờ ở nhà nội trợ. Hãy từ chối điều đó. Người đàn ông muốn nhưng mà mình không. Mình sẽ đi làm, mình có sự nghiệp riêng, mình có cuộc sống riêng, mình sẽ thoải mái chi tiêu. Mình sẽ mua được những gì mình thích. Mình sẽ mặc đẹp đi ra ngoài và mình thấy tự tin hơn. Và mình cũng không phải là suốt ngày tất bật với những cái tất cả những cái công việc trong gia đình. Nhiều khi cái công việc trong gia đình đó nó là những cái công việc không tên, nhưng mà nó sẽ làm cho mình thấy rất là mệt mỏi. Nhưng khi mà bạn đi làm ý, nó chỉ có một vài việc thôi, nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Bạn đi làm bạn sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều. Và tự dưng bạn lại tự thấy tự tin, lại có tiền và bạn muốn sắm sửa tất cả những gì mà mình thích đều có thể sắm sửa được. Thì đó cũng là một trong những cái điều mà khiến đàn ông rất là lẻ người phụ nữ, và người ta sẽ trân trọng người phụ nữ. Điều thứ hai mà các bạn từ chối sẽ khiến đàn ông rất là lẻ, đó chính là từ chối hy sinh vì gia đình. Cũng như các bạn khi yêu, các bạn từ chối hy sinh vì người yêu. Hy sinh điều gì? Có những người, người ta hy sinh sự nghiệp, hy sinh công việc để ở nhà nội trợ chẳng hạn. Hoặc là có những bạn ấy, khi yêu ấy, các bạn hy sinh cho người yêu rất là nhiều. Nhiều khi ví dụ một người đàn ông họ không có sự nghiệp mấy, và cô ấy hy sinh cả cái sự nghiệp của mình để cho người đàn ông phát triển. Và khi người đàn ông thành đạt rồi ấy, thậm chí họ còn không biết đến những cái hy sinh của người phụ nữ đâu. Thậm chí họ còn ngoại tình, thậm chí họ còn làm mình làm mẩy, là họ làm ra nhiều tiền, họ có chức vị cao hơn và bạn thấp hơn. Thậm chí nhá, khi mà kết hôn rồi ấy, cái gì bạn cũng hy sinh về gia đình nhá. Bạn hy sinh công việc của mình này đã đành rồi, xong lại có những gì ngon cũng để dành cho chồng cho con hết. Tất cả những cái gì tốt đẹp để dành cho chồng cho con hết, và bạn ấy không có thể chăm chút cho bạn. Và cuối cùng bạn sẽ không được đàn ông lẻ khi mà bạn chăm lo cho chồng con vừa thôi. Để cho họ tự chăm chút cho nhau đi. Nếu mà con bé quá thì tất nhiên là mình phải chăm chút nhiều rồi. Nhưng mà khi con lớn dần rồi, mình cũng để cho con tự lập và tự chăm chút cho mình. Và người chồng cũng vậy. Không phải cái gì mình cũng chăm chút cho anh ấy, từng ly từng tí một. Và đến khi anh ấy chả phải làm gì cả, còn vợ cứ đấu tắt mặt tối, hy sinh nhiều quá. Bạn cứ nghĩ là hy sinh nhiều quá cho người yêu hoặc cho chồng của bạn thì sẽ được họ nâng niu, họ chiều chuộng bạn. Nhưng mà không bao giờ. Hãy chăm chút cho bản thân nhiều hơn thì họ sẽ thấy yêu bạn hơn. Thế nên là con gái đừng có hy sinh nhiều quá cho người khác. Hãy hy sinh cho bản thân mình trước tiên. Tất nhiên là mình cũng quan tâm, mình cũng chăm chút cho người khác, nhưng mà cái điều ưu tiên đầu tiên đó là chăm chút cho chính bản thân mình các bạn nhé. Chính cái điều này sẽ khiến cho người đàn ông rất là lẻ trọng bạn, và họ rất là coi trọng bạn luôn. Và thậm chí nhiều người phụ nữ ấy, họ còn không có chính kiến riêng của mình. Họ theo hết ý kiến của người chồng hoặc theo hết ý kiến của người yêu, và họ cứ nghĩ là làm như thế thì người yêu của mình sẽ yêu mình hơn, làm như thế thì người chồng sẽ yêu mình hơn. Nhưng mà điều đó làm cho bạn mất giá vô cùng, làm cho người ta thậm chí còn coi thường bạn. Cái gì bạn cũng nghe theo người ta, bạn không có chính kiến gì cả. Khi mà bạn dám làm những gì mình muốn, dám làm những gì mình thích, dám làm tất cả theo cái sở thích của mình, mong muốn của mình, người khác cũng sẽ phải tôn trọng bạn. Chính điều đó sẽ khiến đàn ông rất là lẻ. Và điều cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn mà khi mà phụ nữ từ chối sẽ khiến đàn ông rất là lẻ, đó chính là bạn từ chối ôm tất cả mọi việc vào mình. Khi yêu cũng thế, khi yêu ấy
thì bạn lo cho người yêu hết cả mọi thứ, người yêu không cần phải lo lắng cái gì. Thậm chí có trường hợp này, người phụ nữ rất là giỏi sang, rất là giàu có, còn người đàn ông thì cái kinh tế thấp hơn người phụ nữ rất là nhiều. Thế nên là người phụ nữ muốn kiểu yêu anh ấy, muốn cung cấp cho anh ấy tất cả những cái gì về kinh tế để cho anh ấy thấy thoải mái, thấy hạnh phúc khi ở bên cô ấy. Nhưng mà chính cái điều đấy làm cho người đàn ông cảm giác như là họ có một cái gì đó là phụ thuộc vào cô ấy, và họ cảm giác như họ thấp kém hơn cô ấy. Chính điều đó ấy, có cái trường hợp ấy, người phụ nữ cung cấp quá nhiều kinh tế cho đàn ông, kể cả khi yêu, đàn ông cũng ngoại tình, sau đấy họ còn lấy tiền của cô gái đi cho bồ cơ. Điều đấy là điều đau vô cùng đối với người phụ nữ. Người phụ nữ họ muốn hy sinh tất cả, muốn đem đến cho đàn ông những điều tốt đẹp, nhưng mà đàn ông lại còn đem tiền đó để đi ngoại tình nữa cơ, thì đau vô cùng. Thế nên các bạn nữ nhé, cho dù các bạn làm nhiều tiền đến đâu, thì khi mà các bạn đi hẹn hò hoặc các bạn đi đâu đấy, thì hãy để cho đàn ông phải bỏ ra cái chi phí hẹn hò. Tất nhiên là không phải là hoàn toàn các chi phí đều để cho đàn ông, nhưng mà một số chi phí mình sẽ chi trả. Còn đâu, đa phần tất cả các chi phí của người phụ nữ khi mà các bạn hẹn hò thì hãy để cho đàn ông chi trả, để cho đàn ông thấy cái trách nhiệm của mình, cái khả năng chu cấp cho người mà mình yêu. Kể cả bạn có nhiều tiền thì bạn đừng có bao giờ cứ đến cái cửa hàng sang trọng này, đến cái shop sang trọng. Nếu mà các bạn có ít tiền ấy, anh ấy muốn mua quần áo cho bạn ấy, hãy mua ở cái shop bình thường thôi. Nghĩa ra là mình mua mấy bộ quần áo, mình mua 1-2 cái thôi, để cho anh ấy có thể chi trả cho bạn. Đừng bao giờ cái gì cũng chi trả. Và cuối cùng, mình là người chịu thiệt thòi. Kể cả trong cái vấn đề hôn nhân cũng thế. Cũng có trường hợp nhá, người vợ phải làm lụng vất vả lắm để lo cho người chồng. Người chồng thì mới đầu cũng làm ăn, nhưng mà làm ăn toàn không suôn sẻ thôi. Và cuối cùng họ không muốn làm ăn nữa. Và sau đấy vợ thì ăn nên làm ra, vợ làm ra rất là nhiều tiền. Và vợ muốn đưa cho chồng tiền để cho chồng có thể cảm giác thoải mái. Vợ làm nhiều tiền rồi chồng còn cứ kiểu thấy khó chịu, bực tức ấy, thì vợ muốn an ủi chồng, muốn đưa cho chồng tiền để an ủi chồng. Và cuối cùng và cô ấy phát hiện ra, 3 năm sau cô phát hiện ra là chồng lại có cả, không chỉ có bồ ở bên ngoài mà lại còn có đứa con riêng 3 tuổi nữa. Lúc đấy đau đớn không? Thế nên là kể cả trong hôn nhân cũng thế, các bạn hãy để cho người đàn ông phải kiếm nhiều tiền. Và đừng bao giờ cứ phải lai lưng ra làm quần quật, làm suốt ngày, hy sinh xong bắt đầu để đem tiền bạc về cho gia đình, và cuối cùng mình chả còn cái gì cả. Thế nên phụ nữ hãy nghĩ đến mình đầu tiên. Hãy để cho người đàn ông được là đàn ông. Cái người đàn ông đó không được là người đàn ông ấy, nên là họ muốn tìm thú vui bên ngoài đấy. Vì ở bên ngoài họ có cái cảm giác họ là đàn ông, họ có tiền để họ chu cấp cho cô bồ đấy, thì họ thấy hãnh diện. Ở nhà thì vợ chu cấp cho anh ấy có vẻ lép vế mà. Thế nên là hãy để cho người đàn ông ấy có một cái gì đó là họ muốn chu cấp cho vợ của mình, họ muốn có thể làm ra tiền để chăm lo cho vợ của mình. Tất nhiên là nếu mà vợ làm ra nhiều càng tốt, nhưng mà hãy để cho người đàn ông phải tự có cái ý chí để họ phấn đấu, để họ làm ra nhiều tiền chăm lo cho gia đình, chứ không phải là suốt ngày là phụ nữ cứ lai lưng ra làm quần quật mà không nghĩ đến một cái gì cả. Hãy nghĩ đến bản thân nhiều hơn, hãy biết chăm chút cho bản thân nhiều hơn, và hãy để cho cái người chồng, người ta cũng phải có cái sự nỗ lực để làm việc, nỗ lực để phấn đấu, để lo cho mình và lo cho gia đình, chứ không phải là người vợ gánh vác hết. Vợ gánh vác hết và cuối cùng cái sự thua thiệt cũng chỉ là vợ mà thôi. Thế nên là các bạn từ chối cả cái việc là hy sinh tất cả vì gia đình, hy sinh làm tất cả mọi việc cho người chồng, người yêu của mình, cũng là một cái điều không nên. Các bạn ơi, trên đây là 3 điều khi mà phụ nữ từ chối thì sẽ khiến đàn ông rất là lẻ trọng. Thế nên là các bạn ạ, cho dù các bạn yêu người ta như thế nào, cho dù các bạn mong muốn những điều tốt cho người ta ra sao, thì các bạn hãy để cho người ta phải tự mình phấn đấu, tự mình cố gắng, chứ không phải là bạn làm hết cho, bạn hy sinh hết cho, bạn cống hiến hết cho, rồi cuối cùng người thua thiệt chính là mình. Và mình cũng không biết là tại sao mình lại thua thiệt nữa, thì chính là do mình đã hy sinh nhiều quá. Cái gì quá cũng không tốt.
mình có thể tốt với người ấy, nhưng không có nghĩa là mình hy sinh cả bản thân mình để vì người khác. Đừng bao giờ dựa vào cái sự hy sinh để bắt là người ta phải thế này, phải thế kia với mình đâu. Hãy hy sinh ít thôi. Hãy hy sinh cho mình nhiều hơn, hy sinh cho người khác vừa thôi. Và khi đó bạn sẽ có hạnh phúc. Các bạn ơi, các bạn hãy nhấn like, nhấn đăng ký để ủng hộ mình nhé. Và nhấn nút chuông bên cạnh ấy, để khi mà mình ra những video mới nhất thì các bạn có thể cập nhật được nhé. Rất vui được đồng hành cùng các bạn trên hành trình chinh phục hạnh phúc. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.